Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đại cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu là Kia K140 phiên bản thùng đông lạnh. Thùng đông lạnh âm mười mấy độ anh em. Thùng này âm khoảng 18 độ dao động. Thì đời 2017 nha anh em, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, niên hạn sử dụng đến 2042, tải trọng cho phép chở hàng hóa là 1,850 tấn, khối lượng toàn bộ là 4,7 tấn, khối lượng bản thân là 2,6 tấn, nội thất ghế bột da 3 chỗ ngồi, trần có bọc 5D 4D đó là xịn, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, hộp số 5 số tiến 1 số lùi, ghế bột da rất là sang trọng, hệ thống kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm tapi tắp lô cửa nhìn còn rất là sang trọng, rất là mượt mà đó. Nói chung là cái dòng Kia thì chạy rất là bền, nhập khẩu xe này là dòng này là dòng lắp ráp nhưng mà nhập khẩu tất cả các linh kiện cầu máy hộp số tại Hàn Quốc nha anh em. Máy của Kia, máy cơ thì cabin phía trước thì nó không có máy lạnh, nó dồn máy lạnh sau phía thùng nha anh em. Nếu mà gắn luôn cái máy lạnh ở phía trước thì dẫn đến hại máy lắm anh em, cho nên thường thì cái dòng mà đông lạnh này người ta ít khi nào sử dụng máy lạnh phía trước lắm. Nó hại máy, máy nó kéo hai dàn lạnh thì nó hơi yếu, cho nên người ta thường là dùng để kéo dàn lạnh của cái thùng phía sau thôi đó. Vô lăng chờ được nhẹ nhàng anh em, nói chung là xe cũng còn rất là mượt lắm, cái sơn màu trắng rất là bắt mắt luôn, đắp ly đắp lô chữa nhưng cũng rất là sang trọng, xe nói chung là không có đâm đụng anh em đó, xe này xe không đâm đụng. Máy móc chưa bổ qua nha anh em, máy vẫn còn trơn tru lắm, vẫn còn khỏe lắm. Nói chung là đây là khối động cơ của nó anh em, với dung tích xi lanh là 2,9 lít, công suất của nó là 67 kWh/4000, máy dầu anh em, 4 kỳ bóng xanh ngân hàng máy của Kia, thùng đông lạnh đổ phơm rất là dày và cứng cáp, chuyên giữ lạnh, thích hợp cho những anh em chở những mặt hàng mà cần cái thùng đông lạnh gọn 3,5 m, chiều ngang là 1m690, chiều cao là 1m630, chiều ngang 1m7, chiều cao 1m650 anh em. Nói chung là cái thùng này cũng rất là cứng cáp và rất là ổn định. Nếu anh em thích cái mẫu xe thùng đông lạnh Kia K140 1,9 tấn tải cao này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, có nên xem xe trải nghiệm lại thử. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em đâu đó con này là 335 triệu nha, 335 triệu, có thương lượng nhẹ 5 triệu đổ lại cho anh em lọc lá, cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm xe bên mình. Động cơ máy cơ này là dòng máy cơ nên động cơ rất là khỏe, rất là bền bỉ luôn anh em, sắc xi không có mục mọt gì nha, sắc xi cứng, bao dày bao cứng, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt đó. Thùng có cửa hông, đổ phơm dày cọm, sàn inox composite keo gỗ, nói chung là sàn mấy lớp lần nè, nên đây là thùng đông lạnh cho nên thùng đóng rất là chắc và rất là cứng, chiên nó giữ lạnh mà nên thùng rất là dày nha anh em, khối lượng toàn bộ là 4,7 tấn, khối lượng bản thân là 2,6 tấn nha anh em, đường kính mâm là bánh phía sau là bánh đôi với đường kính mâm là 16 inch, vỏ 5.5, bánh phía trước đường kính mâm là 16 inch, vỏ 6.5, bánh sau là bánh đôi đó, anh em thấy cái thùng chưa, nó dàn lạnh cực khủng luôn, lạnh rất là nhanh, làm lạnh rất là nhanh luôn. Đó, thùng nhìn thấy là phê rồi nè, đó nguyên cái dàn lạnh hai ngựa của nó nè, đó rất là xịn luôn, đó, làm lạnh rất là mượt mà. Tay khóa cửa bằng inox nè, bản lề, đó. Cái dàn phía sau nó bằng inox, bao lường thùng thì bằng nhôm, chassis bao dày bao cứng, cầu lớn, mọi thứ đều rất là ổn định, mua và chỉ việc chạy thôi nha anh em. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá bên mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng của các bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục những cái xe tải cũ cho anh em quý hàng của bạn để tham khảo thêm. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại.